Bước ra một giải đấu lớn thì tự là em nghĩ là ai cũng sẽ có một cái chút hồi hộp riêng. Mà với em thì em cảm nhận rằng là em đang được khoác trên mình một cái sắc áo của Việt Nam, và cùng với đó là nhà, gia đình, bố mẹ, bạn bè, tất cả mọi người đang đứng chờ đội tuyển đang xem em thi đấu, thì lúc đấy em cảm thấy tự hào nhiều hơn là cảm thấy buồn. Lần đầu em biết thông tin mình lên tuyển là lúc đó vào buổi tối, em đang nằm chơi với các bạn ngồi nói chuyện thì tự nhiên mẹ em gọi và em gửi cho em cái ảnh liên đoàn giấy phép của liên đoàn đăng, thì lúc đấy em cũng rất là vui và cũng khá là bất ngờ. Mẹ em, bố em thì đều gọi và chúc mừng em, cùng với đó là động viên em nếu mà có cơ hội lên thì cố gắng tập luyện thật tốt và cố gắng hết sức mình. Trước tiên là đầu tiên em phải thích nghi với việc là chuyển đến một nơi khác ở. Cái thứ hai là được tiếp xúc với nhiều bạn mới, những người có thể gọi là gia đình mới, khi mà em ở với các bạn hơn một tháng, bắt đầu tiếp xúc với cả là huấn luyện viên và thích nghi với cả lối đá mới ở trên đó. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em chắc có lẽ là lúc ở trên Phú Thọ, là lúc ấy sinh nhật em thì ban huấn luyện cùng với là các bạn có tổ chức sinh nhật cho em, đấy em rất là vui và hạnh phúc. Đó, lúc em 11 tuổi cũng lần đầu tiên xa nhà cũng rất là bỡ ngỡ. Một hai ngày đầu thì rất là vui, rồi đấy bé gặp các bạn mới chơi cùng rất là vui, nhưng mà đến những ngày sau thì bắt đầu cảm thấy nhớ gia đình, khóc cũng rất là nhiều. Khi mà lên đây thì em trước đấy em có quen bạn chung, ở bạn cũng cùng quê em và có đá cùng bạn một vài lần. Đấy em cũng hay qua phòng bạn chơi, lúc nào đó hay thằng nằm tốn qua ngủ chung, nằm nói chuyện, tâm sự các thứ nhiều. Em có hai giai đoạn mà em nghĩ là khó khăn nhất từ khi em vào PVF. Giai đoạn đầu tiên đó chính là cái thời gian mà em bị chấn thương. Thì hồi đó thì em cầu thủ cũng là nó ở cái 50-50, kiểu có thể bị loại bất kỳ lúc nào, mà lúc đó em còn bị chấn thương nữa. Chấn thương khá là nặng. Thì em nghỉ khoảng 3 tháng, lúc đấy em cũng khá là stress. Em suy nghĩ nhiều về vấn đề là em sợ em quay lại em không thể theo kịp với các bạn, rồi em có thể bị loại, không được theo hoặc là chuyên nghiệp nữa. Sau thời gian đấy thì em trở lại các thầy, rồi bố mẹ cũng động viên, bạn bè lúc nào ở bên cạnh, cho nên là em vượt qua giai đoạn đấy cũng khá là nhanh. Sau đó là đến khoảng năm ngoái gần đây thì có một giai đoạn mà em hơi bị trùng xuống, sau đó cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề là sợ để mình có theo được đến chuyên nghiệp để có thể trở thành cầu thủ quốc gia hay không, thì em cũng suy nghĩ khá là nhiều, nhưng mà rồi sau đó cũng lại stress lại suy nghĩ. Nhưng mà em có tâm sự với bố và hai bố con nói chuyện nhau, thì bố động viên rồi nói chuyện với em, thế rồi em đã vượt qua. Tương lai ngắn thì ngay sau đây em sẽ có giải hạng nhì tiếp tục giai đoạn lượt về, thì em mong là em sẽ được trao cơ hội để thi đấu, đó là cùng với đội có thể giành được vị trí cao nhất có thể. Sau đấy thì em sẽ cố gắng tiếp tục cố gắng để có thể có tên trong danh sách tập trung để tuyển sau.